trở về năm 1993. Cho tôi một cây đi. Tôi đang tìm. Được rồi, cầm lấy tiền đi nè. Tại sao không bán cho tôi? Không được, nó phải ở chỗ này. Nè, Đại Hùng, em đang chọn cái gì vậy? Anh luôn giấu những miếng to và ngon đi. Đâu có đâu, nhìn xem, to quá nè. Đừng chọn nữa, tôi muốn một viên cá to. Chào thầy à, thầy ăn sáng chưa? Đại Hùng. Chào Xuân Lệ. Xin chào. Hôm nay trông cô tuyệt lắm. Đại hội thể thao của trường sắp đến, bọn tôi phải tập luyện. Tôi không có khiếu thể thao. Nè, anh là người Quảng Châu à? Sao cô lại quan tâm điều đó hả? Hôm nay anh bị xui đấy. Sao cô mê tín quá vậy? Tôi không tin đâu. Có thật không vậy? Nè, thấy chưa? Tôi lượm được tiền nè. Đại Hùng. Anh không sao chứ? Tôi không sao, hơi mát một chút thôi. Trời ơi, tiền giả. Thật đáng đời, ta phải xem mày tham lam đến cỡ nào. Mày có ý gì hả Kỳ Ân? Không có gì, chỉ vui thôi. Mày dám? Đừng có dây dưa với hắn nữa, đi thôi. Đi. Đừng có dên giáo nữa. Tao thích đó. Phong, đưa cho nó cái khăn. Mày giỡn chơi hả? Mày mang cái người hậu phi lục tân đến trường học à? Tao có thể đài thọ sự học hành của nó ở cả trường đại học nữa đó. Tao ghét ai đánh vào đầu của tao. Tao không có đánh, có bằng chứng không? Không có. Chúng tôi bảo không có. Vậy thì thôi. Nè, thôi bỏ qua đi. Bọn chúng chả có học hành gì đâu. Đúng, một sinh viên tốt không thể như vậy được. Tao ghét nhất người nào đánh vào đầu của tao. Nói cho bọn mày biết, tao học trường này từ khi tao 6 tuổi và bây giờ tao 28 tuổi. Tao vẫn chưa tốt nghiệp. Tao là học sinh kỳ cựu của trường này đó. Mọi người ở trường này gọi tao là lão gia nghe mày. Bọn mày lấy quyền gì lãnh đạo tao chứ? Và còn mày nữa, mày còn đánh tao nữa. Ngày nào cũng chơi khăm tao, tao không thể chịu đựng được nữa. Trả đầy đánh tao đôi với tao. Nhanh lên. Ai đó? Thấp hơn cái đầu. Chết rồi. Ai tấn công thầy vậy? Cười cái gì? Tôi có thể ức hiếp cô nữa đó. Anh ta bị thầy hiệu trưởng phạt, đáng đời lắm. Cười cái gì chứ? Tôi có thể ăn hiếp được bọn mày. Lao sân trường thú vị thật. Chúng ta đi thôi. Cô ấy là hoa hậu của trường, tên là Sương Mai. Cô ta có bí danh là thiên thần gác gỏng. Thật là tuyệt vời. Hôm nay cô ta có đôi mắt bóng râm mới đẹp làm sao. Vì vậy cô ta thật là tuyệt vời. Cô ta có ý gì mà nhìn mình như vậy chứ? Hey, đôi môi thật là hấp dẫn làm sao. Nó đang trông chờ. Thôi đừng có nghĩ nữa. Cô ta không thương hại mình. Đại Hùng. Đại Hùng à, tôi thật là tội nghiệp cho anh á, thật không? Tôi luôn ngưỡng mộ anh. Mặc dù tôi học cao hơn anh, thật không? Tôi cảm thấy rằng anh thật đặc biệt. Thiệt không? Nhưng anh không chú tâm điều đó. Nói thiệt, nhiều người khen tôi ở sau lưng lắm. À, không ai ở lại trong phòng sinh vật sau giờ học cả. Hãy đến đó tán gẫu, dù chỉ một mình anh thôi được không? Được, tôi sẽ cho cô 15 phút. Nóng quá. Người ta còn ướt nữa đó. Không có. Tôi đã nói là căn phòng trống rỗng mà.
À, thì đúng rồi. Tôi không tập trung nghe giảng vào đại học. Cuối cùng, về cấu trúc cơ thể con người, tôi không biết thầy giáo đã nói gì nữa. Về cấu trúc của nam giới, tôi chẳng biết cái gì hết. Anh có thể chỉ dạy cho tôi không? Nhưng tôi đang chơi vi tính lúc đó. Nhưng anh là con trai, anh biết cấu trúc cơ thể của nam giới. Đúng rồi, tôi biết rõ về nó. Vậy thì anh nói đi. Điều đó thật là rối rắm làm sao đó. Không sao, cứ nói đi. Anh có thể chỉ cho tôi xem không? Xem cái gì? Cái tôi nói đó không có gì đặc biệt đâu. Thôi bỏ đi. Được, tôi sẽ cho cô xem. Nhưng chỉ xem phần trên thôi nha. Không có giới hạn. Máy quay phim. Chết rồi, xấu hổ quá. Hành động. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Đừng có đánh tôi. Thôi tôi đứng lại nè. Được chưa? Không được, nhất nhất nghe chưa? Mày có biết thiên thần gắt gỏng là bạn gái của tao hay không? Mày dám cua của tao hả? Trông mày kỳ dị quá. Nè, ngày mai á, tao cấm mày đi học nghe chưa? Nếu không tao đánh mày đó. Đi. Không đi học thì biết làm gì bây giờ? Đồ ngu. Làm gì ở đây vậy? Chị Châu Hoa kêu em đứng đây chờ cô ta cả tiếng đồng hồ rồi. Anh không hiểu sao bọn em lại ngu như vậy. Cô ta không đánh giá đâu. Thôi theo anh đi. Được rồi. À không được. Em phải chờ cô ta thêm 5 phút nữa. Đồ ăn hại. Mày dám không? À dám chứ. Con gái à, con cần cái này nhiều vào. Có một con chó muốn lợi dụng con chỉ cần lấy cái này tấn công nó là nó sẽ chịu đựng không nổi đâu. Má à, con biết má là chuyên gia trong vụ đánh nhau với chó sói. Bây giờ con đang nói chuyện điện thoại với bạn con, má có thể bán nó cho ai đi? Anh đang nhớ em hả? Nhớ, nhớ lắm. Đại Hùng, con mới về rồi à? Thôi má, con không còn thiết cái gì nữa. À, chắc con bị ai đó sọ mũi dẫn đi rồi phải không? Không phải, một con chó đi chơi xỏ con. Con trai à, má đã bảo con rồi, khi nào con không được vui con chỉ cần hít một hơi thật sâu vào, kế đó tự nói với con rằng, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thử xem. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tuyệt vời, thấy chưa? Con về phòng tự tử đây. Ê, con trai của má. Má à, hôm nay con xui quẩy lắm. Đừng có đến gần con, nếu không má xui lây đó. Khùng quá, đâu có gì đâu. Thấy chưa? Nói rồi mà. Má à, để cho anh yên đi. Hãy nhìn xem, anh yếu ớt quá. Má lúc nào cũng coi ảnh như con nít. Làm sao anh trưởng thành người lớn được? Số phận đã an bài rồi. Em lúc nào cũng số phận. Em là con quỷ cái. Em làm như em ngon lắm vậy. Anh nói cái gì? Ngon hả? Ngon hả? Đủ rồi, đừng cãi lộn nữa. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Có khách kìa. Em làm mất mặt anh quá. Ông kiếm ai vậy? Tôi đến sửa ống nước. Trời đất, ông đã đến rồi. Ông biết đó, ống nước luôn bị rò rỉ. Tôi không thể nào ngủ yên giấc. Nước chảy không á, thật là hao phí tiền của. Gọi điện thoại thì lúc nào đường dây của ông cũng bận. Sự phục vụ của ông á, phải cải tiến làm sao cho tốt hơn đi. Tôi nghĩ chúng đang gặp rắc rối đó. Con gái, con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Thả nó ra đi. Thật là vô dụng, ngay cả em gái mình cũng ăn hiếp mình một cách dã man, tốt hơn là chết quách đi cho rồi. Con trai cưng, anh biết anh lúc nào cũng kém cỏi hơn người ta. Anh đã đi học đến 24 năm rồi mà không được lên lớp, còn em thì đậu đại học rồi, thấy chưa? Chậm phát triển. Má, hãy để cho con chết, để cho em con vừa lòng. Má thấy em còn đánh đập gì chửi mắng con không? Cẩn thận. Nè, đứng dậy đi, để má giúp con. Anh sẽ nằm dài và khóc đúng không? Con trai cưng à, con đừng làm mất mặt nghe chưa, con trai ơi. Cho dù đó là bi kịch của gia đình bà nên để cho tôi sửa ống nước của được không? Được chứ, xin theo tôi biết ống nước là bị cái gì rồi, nó đang rò rỉ, ông nên kiểm tra xem. Nó chạy tốt mà. Điện thoại ở đâu? Tôi phải báo cho công ty biết. Ở đằng kia kìa. Sao vậy, kỳ vậy? Nè. Sao bà ướt dữ vậy? Trời đâu có nóng đâu. Ông nước đang chảy. Đâu có.
Nè. Trước đây tôi có xem bộ phim một phụ nữ tự làm cho mình bị ướt để cám dỗ đàn ông đang làm việc. Vì vậy nếu bà muốn cám dỗ tôi thì đừng có hòng. Tôi yêu thương vợ tôi lắm. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Má, mọi thứ đối với con đã chấm dứt. Má ơi, con không còn muốn sống nữa. Má hiểu con. Đại Hùng, vĩnh biệt má. Vĩnh biệt má. À, Xuân Lệ, là chị hả? Vâng, chị muốn gặp Đại Hùng. Quá dền dạo để giữ cái ngón chân cho Vĩnh. Tôi muốn chích anh. Bà cám dỗ tôi cũng vô dụng thôi. Tôi yêu vợ tôi lắm. Trời đất ơi, đừng bắt cả gia đình tôi phải chịu sứ quẩy như vậy. Vì vậy tôi đến đây để giúp anh. Vậy thì đến đây. Đừng mà. Hôm nay ai đến gần ảnh đều bị xui xẻo cả. Đừng có sợ mà. Nó sẽ mang điều rủi cho chị đó. Nè, đừng mà. Tôi đã gần 30 tuổi. Em tôi sắp sửa tốt nghiệp. Nhưng tôi vẫn là sinh viên lớp F5. Tôi có thể làm gia sư cho anh. Nhưng tôi rất dễ môn thể thao. Tôi sẽ kèm anh tập luyện. Tôi luôn bị Kỳ Ân đánh bại. Tôi có thể giúp anh. Vì vậy cô đến đây chọn cho tôi thứ vũ khí chống được họ à? Không, tôi sẽ thuyết phục hắn được chống lại anh. Cũng vô dụng thôi. Trừ phi có tiên đến giúp đỡ tôi thôi. Xuân Lệ à, chỉ có cô là không sợ sự bất hạnh của tôi thôi. Đừng có lo, vì chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Xuân Lệ, thôi, dừng ở đây đi. Tôi phải đi tắm. Sáng mai hẹn gặp nhau ở trường nha. Cảm ơn cô. Chị về hả? À, tạm biệt. Em về ký túc xá. Má có cuộc hẹn làm ăn với chú Richard. Vì vậy bữa cơm chiều tối anh phải tự lo lấy đó. Mỗi buổi chiều anh đều tự lo lấy được mà. Còn nữa, đừng chạm vào con ruột của em trong toilet. Nếu không, em sẽ dạy cho anh một bài học đó. Lúc nào cũng bị dạy mà. Muốn tắm cho sạch sự rủi ro ra khỏi người mình. Trời ơi là trời, sao ông cứ luôn trêu chọc tôi hoài vậy? Sao ông không để cho tôi yên đi? Có phải ông ghét bỏ tôi không? Số phận đã an bài cho tôi luôn gặp rủi ro rồi. Tại sao tôi học hoài mà vẫn cứ vậy? Tôi có thể là đứa trẻ bất hạnh. Bằng không, tôi chỉ là người làm ra hoa giả. Bằng không, tôi có thể tham gia thi hát. Bằng không, tôi có thể tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Tôi không cần ai thương hại tôi cả. Rồi, tôi sẽ dạy cho một bài học. Tôi sẽ dạy cho một bài học. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao không thấy rơi lon xuống? Ê! Tôi ném một cái lon nhỏ cho ông. Nhưng ông lại trả cho tôi một cái lon to thật là to. Đừng có giả bộ tử tế như vậy nha. Tôi không có yêu cầu ông cho nó rơi ngay đầu tôi đâu. Ông bỏ lỡ cơ hội rồi. Nè, lần tới đừng có đi bằng tàu không gian này nữa. Nó làm tôi chống cả mặt mày. Một đứa trẻ đằng kia kìa. Đây có phải là năm 93 không? Đây có phải là năm 93 không?
Tại sao các anh lại leo lên nóc nhà? Chúng tôi đâu có leo mà chúng tôi từ trên trời rơi xuống đây. Đúng rồi, chúng tôi đến từ năm 2043 sau công nguyên. Chúng tôi là cảnh sát tương lai. Cảnh sát tương lai à? Kẻ trộm. Cứu, cứu, có cướp, có cướp, có cướp. Trường trung học Thạnh Hoa. Nó là bạn cùng trường của thẩm phán Vũ Đại Hùng. Chúng ta hãy hỏi hắn đi. Cứu, cứu, có cướp, có cướp, có cướp. Có ma, có ma, có ma. Có ma. Có ma, cứu, cứu. Tôi có thể giúp được gì? Cứu, cứu. Chúng tôi không làm hại cậu đâu. Trông cậu có vẻ kinh tởm quá. Chúng tôi sẽ giúp cậu. Cậu ta xỉu rồi. Chúng ta có nên nói sự thật cho cậu ta biết không? Tôi nghĩ cậu ta sẽ nói như từ lóng của những năm cách đây 50 năm là đầu khốn nạn. Đầu khốn nạn. Bọn ông đến từ năm 2043 có phải không? Nếu tôi tìm được thẩm phán cho các ông thì tôi sẽ được cái gì chứ? Vậy cậu muốn gì? Tôi muốn nhiều tiền, nhiều phụ nữ và cao thêm được vài tấc. Nè, cậu đừng tưởng chúng tôi là tiên nha. Nhưng các ông đến từ tương lai, các ông là cảnh sát tương lai mà. Các ông có thể kể cho tôi nghe cái gì đã xảy ra. Chỉ cần nói cho tôi biết con ngựa nào về đích trước và nâng cao tôi thêm vài tấc được rồi. Vậy cậu có biết con ngựa nào về đích năm 1943 không vậy? Ai thắng ai thua không? Tôi không biết. Thế dưa bọn tôi cũng vậy. Lịch sử không thể thay đổi một cách tùy ý. Ngay cả cậu biết được kết quả, cậu cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội thôi. Cũng đúng. Nhưng mà tại sao tôi phải giúp các ông và tôi còn phải nuôi các ông những con quái vật không đời nào? Vậy cậu có bị người khác bắt nạt không? Ngày nào cũng bị. Học hành thế nào? Luôn bị thất bại trong mỗi môn học. Giấc mơ có bao giờ thành hiện thực chưa? Chưa thành hiện thực. Vì vậy bọn tôi sẽ giúp cậu không còn bị bắt nạt nữa, luôn đạt điểm A trong các môn học và mọi ước mơ sẽ thành hiện thực. Ba người các ông giúp tôi một cách đó à? Cảnh sát tương lai bây giờ là bạn đồng hành của cậu. Đồ dở hơi. Má tôi về kìa, mau giúp tôi. Ủa, con trai cưng đang làm bài tập hả? Dạ. Phải bắt nó nghe lời mẹ chứ. Được. Con trai, đi ngủ đi. Con không ngủ. Đi ngủ đi. Con thật sự không buồn ngủ. Được, vậy thì má không cho con 50 đô tiêu vặt hàng tuần nữa. Trời ơi, con trai của em bay như tên lửa vậy. Để em pha cho một ly cà phê nha. Cảm ơn. Lại nói tiếng Anh nữa. Em như ngây ngất mỗi khi anh sử dụng tiếng Anh. Hay làm sao, thật không? Nói nữa đi. Được thôi. Chỉ có em có thể làm cho thế giới này thêm tươi sáng. Chỉ có em làm cho bóng tối lại bỗng sáng. Tiếp tục nói tiếng Anh đi anh. Cầu London đang từ từ rơi. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh. Vui lòng đứng sang bên vạch vàng. Trạm kế đến là Hoàng Đại Gia. Anh là đàn ông, một người đàn ông và thật nhiều cây bút. Em ơi, anh có rất nhiều bút. Có ngựa bên ngoài kìa. Đâu có đâu. Đúng á. Đâu có. Có ngựa bên ngoài mà. Đâu có. Sau khi nghe nó bằng tiếng Anh, trông em bị kích thích quá. Không phải đâu, em trông thấy một cái đầu đang lơ lửng mà. Một người đàn ông vì một cây bút thấy chưa, hả? Cái gì vậy? Nè, anh đâu có cảm thấy phiền hà đâu. Anh chưa bắt đầu mà. Làm gì mà em hoảng hốt lên vậy? Cả ba người đàn ông đi lên lầu. Đâu có đâu. Đàn ông ở đâu? Không có, ở trong kìa. Kìa có mà, em thấy ba người đàn ông đi lên lầu mà. Ba lần đó. Vậy thì anh đi về. Ngày mai anh tới nha. Không không, anh phải ở lại. Hãy tin em. Ba người đàn ông trên đó. Anh phải học thêm tiếng Anh nữa. Hãy tin em đi, anh về trước nha. Richard, Richard. Mình có lầm lẫn không vậy? Các ông làm gì mà má tôi hú lên dữ vậy? Chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Tại sao các ông cứ đòi tôi phải hợp tác? Mấy thời gian đã gửi chúng tôi lên mái nhà của cậu. Sau 14 ngày chúng tôi phải rời khỏi đây ngay. Dù sao thì cậu cũng là sinh viên trường trung học Thanh Hoa Hồng Kông. Tạm thời bộ tư lệnh của chúng tôi sẽ làm như thế để giúp cậu. Đừng hòng, Kỳ Ân không cho tôi đi học đâu. Nếu không nó sẽ đánh tôi. Kỳ Ân là ai vậy? Hắn được chụp găng tơ ở trường. Cả ban ngày ban mặt hắn dám dẫn cả người hầu gái đi học. Chả ai làm gì được hắn. Trừ phi các ông thực sự ủng hộ tôi. Cậu sợ cái gì chứ? Có cái gì đâu mà phải sợ.
Xin chào Kỳ Ân. Đại ca, hắn còn có người hầu nữa kìa. Hắn dám bắt chước tao, mang theo một người hầu tóc đỏ. Tao sẽ đánh luôn gã người hầu đó. Mình ăn nhầm cái giống gì không biết. Nước đái của mình khai quá. Ê thằng kia, dám mang người hầu đi học hả? Đó là do tao học hỏi ở mày. Tao đã bảo là sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Sao mày đứng cao quá vậy? Ê, cứu, cứu, cứu. Thả tôi xuống đi, thả tôi xuống đi. Trời, nóng quá, xin nhẹ tay, thả tôi xuống đi. Hiệu trưởng, Đại Hùng mang quái vật đến trường đó. Quái vật à? Dạ đúng. Nó có bàn tay dài hơn 10 mét, và miệng nó phun ra lửa nữa. Làm gì có. Là hắn đó thầy hiệu trưởng. Cậu ta hơi cao, nhưng cái tay bình thường, đâu có dài lắm đâu. Thầy hiệu trưởng, mày dám đánh tao nữa không? Coi mày kìa, đi thôi. Bà Đinh, dạ. Thầy hiệu trưởng, thầy có sao không? Cậu làm cái gì vậy? Ngày mai cấm đi học, nếu không tao sẽ đánh mày như đòn. Đi thôi. Còn mặt mũi nào nữa? Cảnh cáo trước đó. Đói bụng quá. Ăn của tôi trước đi. Ăn sao được? Rất tốt cho sự tiêu hóa. Em của cậu ta luôn ở đó. Chúng ta hãy nhai tạm cho đỡ buồn. Biết sao được. Em sẽ không đi. Không bao giờ đi. Em sẽ phạt anh một tuần không được ra khỏi nhà đó. Cho anh khỏi nhìn thấy gái ở trên đường phố. Chào, thế sao hả? Sao rồi? Free, Jackie. Kiếp. Nè, Xin đâu rồi? Nó nhất định lừa mình nữa rồi. Bé Xin à, ê, có đồ ăn rồi. Cố thêm chút nữa. Cố lên, cố lên. Tủ lạnh đây rồi. Thật là tuyệt. Trời ơi, thì sao mày lại ở đây? Sao mày dám đánh lừa tao? Hả, con rùa bé bỏng, bỏ trốn hả? Nè, sao chổi? Tủ lạnh này ăn ngon hơn những thứ mô hình của chúng ta đó. Dĩ nhiên rồi, tủ lạnh của chúng ta đâu có giữ vật chất đâu. Nè, đừng ăn nữa. Nè, phải chừa cho A Sinh nữa. Bé Sinh, bé thật là hư hỏng. Đừng có như vậy nữa nghe. Người là ai? Tôi là... Anh có phải là bạn học của anh trai tôi không? Em nói đúng đó, anh làm gì ở đây? Quét nhà. Sao lại quét nhà của tôi? Đúng, nhà của cô. Tôi hỏi anh tại sao lại quét nhà của tôi? Tại sao lại quét nhà? Đồ khốn nạn, mày dám. Cho mày chết nè, cho mày chết nè, cho mày chết nè. Cho mày chết nè. Em ơi, em có sao không? Ăn trộm hả? Không, bạn học anh ở lớp á. Bạn học tại sao em dám đánh? Nó nghèo lắm. Vì vậy anh phải đánh nó. Không phải, thật tình thì nó không có tiền đóng học phí ở trường. Ngay cả một sự dính túi cũng không có. Mà của nó làm việc đầu tắt mặt tối không đủ tiền nuôi nó ăn học. Vì vậy, anh cho nó giúp việc nhà. Quét dọn nhà cửa 30 đô. Của má trả, còn anh trả 20 đô thôi. Còn dư 10 đô hai anh em mình chia nhau. Em thấy có tiện không? Thật sự là bốc lột. Cô ơi, cô đừng quở cậu ta. Tiền bạc anh ta trả cho tôi bao nhiêu cũng được mà. Anh vì quá nghèo nên làm như vậy. Còn tôi thì lầm tưởng là con chó sói trá hình. Cây chổi của anh ngộ quá ha. À đúng rồi, đó là quà tặng của má tôi. Anh có muốn kiếm nhiều tiền hơn không? À muốn chứ. Chỉ cần anh phục vụ tôi sẽ trả anh 50 đô một ngày. Không được, tôi sẽ không xài tiền của phụ nữ đâu. Chỉ cần anh phục tùng tôi sẽ kêu anh của tôi trả cho anh 50 đô một ngày. Vậy thì được, vui lòng lấy nó ra đi. Được rồi. Thật phải làm sao? Phòng của tôi ở trên kia kìa.
Vì vậy lát nữa anh lên đó dọn dẹp giùm tôi nghe. Hả? Lát nữa sao? Lát nữa dọn dẹp cái gì cũng làm được, ngoại trừ thân thể của em gái tôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Chóng mặt quá. Trong mặt quá. Anh xin nhà tôi làm một bài học chị phục tùng rồi đi đến đâu anh cũng sợ. Vì vậy các người có thể đến trường tìm ra vị thẩm phán bất cứ lúc nào. Vậy thì tốt. Chúng ta hãy tìm một màn kịch diễn tại trường. Một người đóng vai thầy giáo và một người đóng vai học trò. Một người kiểm tra các thầy giáo, một người kiểm tra các học trò. Ai sẽ làm học trò đi? Tôi nghĩ là tôi. À không không, không phải tôi. Tiếng tụi sầm đi. Ai thua người đó là học trò quánh tôi tiền. Tôi ăn rồi. Tự nhiên ra cái kéo làm gì? Trời ơi, sao học sinh mới mà già quá vậy? Nói cái gì? Nói anh á. Anh tới làm thầy giáo hả? Dạ đúng. Anh kia đến đây học à? Dạ đúng. Người này là anh họ lớn của em. Và người này là em trai của anh ta. Tôi không thích kiểu tóc như vậy. Nhưng tôi có thể nhận anh ta làm việc. Cậu bao nhiêu tuổi? Nè, lúc phía sau đó, 17, 17 tuổi à. Điều đó hoàn toàn khác biệt với học sinh của chúng tôi. Là đã mọc râu một tóc. Không phải là vì anh họ của em quá nghèo. Họ mắc bệnh nan y nên râu tóc đặc biệt dài hơn người bình thường. Anh ta sinh ra đã có gương mặt già dặn, dạ đúng à. Thiệt hay giả vậy? Thật tình là em mới 16 tuổi thôi à. 16 tuổi à, 17, nó là em trai của tôi. Anh ơi, cuối cùng cũng nhận em rồi. Em trai. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là giáo dục thanh thiếu niên trong xã hội, không phân biệt già trẻ đâu. Thôi được, tôi nhận cậu về học ở đây. Nhưng học phí phải trả gấp đôi đó. Cảm ơn hiệu trưởng. Dẫn anh ta vào lớp đi. À, phụ trách kỷ luật à? À vâng. Trong mình cũng vậy giống hiệu trưởng đó. Đi thôi, sao anh không cạo râu? À, sẽ cạo sau anh sẽ dạy môn gì? Vật lý, hóa học, sinh vật, bất cứ môn nào cũng được. Cả hóa học cũng biết à? Biết. Cho tôi xem kinh nghiệm đi. Được à? Ông muốn xem cái gì? Anh có biết làm bom nổ không? Biết chứ. Đây. Cái gì vậy? Bom nguyên tử đang hoạt động. Đem nó đi ngay. Kể đến và lớp dạy qua đi. Tôi không hỏi nữa, tôi không hỏi nữa. Chào thầy à. Tất cả lấy sách ra. Mở bài ra. Chúng ta sẽ học bài đó. À chào. Trời ơi, thật là hay quá. Có trò vui lắm. Làm gì là đẹp lắm này. Quá đẹp. Hả? Nè, đừng có sợ. Thử xem. Vũ đại hùng. Dám ngủ trong lớp. Cho mày chết. Hả? Dám đùa nữa hả? Phi tiêu. Dám giỡn mặt với tao. Vũ Đại Hùng thật sự học lớp tôi. Đó là thông tin tôi biết rồi. Nhất định tôi sẽ tìm ra. Cảm ơn. Làm sao vậy? Tinh thần màu xanh mà. Sao vậy? Sao vậy? Bóng bóng xanh à? Bóng bóng à. Nè, có ai được gọi tên Vũ Đại Hùng trong trường này không chị? Chưa nghe bao giờ. Tôi không biết các lớp lớn có hay không nữa. Tôi ít khi đi chơi với họ trừ con gái. Tôi cảm giác trường này cả lớn nuôi cả bé đây. Cậu ta tuy không già nhưng là lão gia. Thôi bỏ đi. Nè, lão gia là sao? Hắn thật hiểm ác trong trường này. Hắn còn hơn các Kỳ Ân nữa. Nè, thế Kỳ Ân thì đã sao? Điều này tốt hơn là tìm Vũ Đại Hùng. Nếu chúng ta tìm cách giúp đỡ hắn, đúng thì sao? Cảm ơn. Nè, mày là người mới mà dám dinh giáo hả? Theo tao, tao sẽ chăm lo cho mày tử tế. Trời, không biết ai sẽ đối xử với ai đây. Cái gì? Hãy để cho tôi đi mua kem hả? Cũng được. Để cho thoải mái một chút đi. Hãy
Cô muốn chơi thêm chút nữa không? Thôi. Coi nè. Có sợ chưa? Mày trông có vẻ giống bạn của tao quá thật không? Chẳng có gì. Hãy nhớ kỹ ông chủ của mày là ai. Tao là ông chủ của bọn mày đấy. Tìm ra Vũ Đình Hùng cho tao trong vòng 3 ngày biết chưa? Sao nó đi mua kem cho mình lâu quá vậy? Đại Hùng à. Nè, hôm nay chúng ta có thầy giáo mới đây. Ông ta có đẹp trai không? Trời ơi, đầu của ông ta giúp kỳ chổi quá. Không có đâu, ông ta cũng đẹp trai lắm. Đối với cậu ai cũng đẹp trai cả. Cũng đúng thôi. Tôi biết mà. Cảm ơn các em đã vỗ tay cổ vũ. Tôi là thầy giáo dạy nhạc cho các em. Và tôi sẽ dạy tiếng Anh, tiếng phổ thông, toán, vật lý, hóa học, sinh vật. Và tôi sẽ kiêm luôn cả môn thể thao nữa. Kiêm luôn tất cả. Thầy ơi, tóc của thầy trông ngộ quá, không sai. Tôi cũng sẽ dạy cho các em cách làm chổi nữa. Đầu tiên, chúng ta học hát đi. Các em cũng muốn... Cô muốn học hát không? Cô bé lớn nhất lớp đó, cô có thể lên đây. Là em à, đúng là em đó, mời lên đây. Thật là không bình thường. Chào thầy. Em vui lòng hát cho cả lớp nghe bài nào quen thuộc nhất cô được hay không vậy? Được ạ. Hay quá, hay quá. Cả lớp cũng vậy. Nhưng tôi sẽ dạy cho các em một bài hát khác. Hay lắm. Hy vọng các em sẽ có một giấc ngủ ngon. Ừ.
Anh yêu, tối nay về nhà uống canh nha. Canh gì? Con về rồi. Có canh súp hả? Súp bò kho mình không ăn đâu. Chắc món này nấu cho anh hai đây. Mình bỏ ớt cho thiệt cay vào. Anh sẽ bị cay cho coi. Cái dĩa CD mới của mình đâu rồi? Anh hai, em sẽ không tội nghiệp cho anh đâu. Anh làm gì vậy? À, anh dám ăn trộm, tôi sẽ báo cảnh sát. Không có, vậy thì nói. Tôi đến để sửa lại. Tôi không nghe được, anh nói lại xem. Tôi đến để sửa lại. Anh về rồi. À, súp bò kho, mà biết còn ghét ăn cà chua lắm mà. Mà chỉ thương con gái nên nấu cho nó ăn mà thôi. Mình sẽ cho ớt thật cay. Thật sự là cảnh sát tương lai sao? Đừng bắt tôi phải nói dối, nếu không tôi sẽ bị chạm mặt để mà chết đó. Được, tôi sẽ báo cảnh sát. Xin đừng mà. Sao không? Nếu chúng tôi bị phát hiện, nhất định họ sẽ dẫn chúng tôi đi triển lãm. Tôi không nghe lời anh đâu. Nếu tôi phát hiện sớm điều này, nó sẽ được quảng cáo rầm rộ. Truyền hình sẽ đến đây phỏng vấn tôi. Lúc đó, tôi sẽ có cơ hội trở thành ngôi sao nổi tiếng. Không được. Làm ơn giữ bí mật cho tôi, cô sẽ được nhiều lợi ích. Được, tôi muốn một xe hơi, vàng bạc, áo quần đẹp và một hộ chiếu xuất cảnh. Không được, chỉ có thể cho cô sức khỏe tốt và kết quả trong học tập thôi. Tại sao anh không cho tôi một ngày sinh nhật vui vẻ? Ai vậy? Anh hai, anh thật là tài. Là cậu hả? Tao yêu cầu mày giúp việc nhà, phải cư xử lễ độ một chút. Mày dám quen gái của tao hả? Đủ giả bộ nữa. Bị lộ rồi. Không phải vậy chứ. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Em sẽ không quan tâm anh bày trò gì. Nếu em không thấy xe hơi vàng bạc, áo quần đẹp và thẻ visa, em sẽ đi báo cảnh sát. Con nhỏ nói gì vậy? Người không biết lẽ phải thì không dùng nữa. Mình sẽ giết cô ta. Ê, phải giết cô ta. Không được đâu. Anh có thể cứu em gái tôi. Một khi phụ nữ bị tán tỉnh thành công thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích. Và em tôi sẽ nghe lệnh một cách tuyệt đối. Tôi không biết cua con gái. Anh không biết thì tôi sẽ dạy cho anh. Ai vậy? Quái vật. Để tôi xử lý cho. Khoan đã, hình như là má của tôi đó. Cay quá. Này, tôi nghĩ má của tôi bị cay thật sự đó. Cậu không chua xót cho má cậu sao? Má ơi. Đàn ông các anh thật vô tâm. Các anh chỉ cần dẫn phụ nữ đi xem phim, đến nhà hàng, lắm lúc thì lên giường. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông ngớ ngẩn nhanh. Chỉ dẫn con gái đi công viên để giải trí. Như vậy thì vui hơn. Ít ra cô có thể đùa giỡn hồn nhiên như hồi còn bé, có vui không? Tôi không sẽ bất bình thường như anh đâu. Nè nè, nè. Nè, chúng ta sẽ không chơi game bằng thời gian của chúng ta đâu. Chơi game của anh thì thế nào hả? Chúng ta chơi game một cách trực tiếp luôn. Em không tin, em không tin à? Anh có máy điều khiển, em có muốn thử không? Định lừa tôi à? Đây là đâu vậy? Trong máy game đó. Tại sao anh có râu? Anh là đàn ông mà. Em cũng có râu. Em cũng biết thành đàn ông hả? May mắn là vẫn còn ở đây. Thấy sao hả, bộ râu ấy? Để anh cạo cho. Đó rồi, cảm ơn. Đến lượt anh. Trời ơi, trời ơi, nhảy. Dễ sợ quá. Em còn than phiền đi xem phim dạng nhà hàng nữa không? Trò này mới có đúng không? Em không thèm, em chỉ muốn đi xe hơi vàng bạc và thẻ visa mà thôi.
Nếu không em sẽ báo cảnh sát đó. Anh đừng có hòng hay chưa, được thuyết phục bằng mồm mép, làm sao anh có thể cua gái được chứ? Chúng tôi sẽ không cua gái bằng thời gian của chúng tôi đâu. Tại sao? À, em biết rồi. Thì ra tất cả bọn anh đều là BD, không phải đâu. Thật là phiền phức khi chúng tôi phải bị con gái cua. Năm 2043, làm tình là bất hợp pháp đó. Tại sao vậy? Trong thời gian của chúng tôi, bệnh SIDA đã giết hại thật nhiều người. Chỉ một cách ngăn chặn nó là chúng tôi sẽ cho tất cả những người mắc bệnh SIDA chết. Vì thế chúng tôi phải ngăn chặn việc làm tình. Em không tin. Làm sao để có một em bé chứ? Thụ tinh trong ống nghiệm. Có thể không vậy? Nè, sao bạn trai của em không cua em hả? Anh muốn nghe cách đơn giản hay là phức tạp lãng mạn đây? Cách đơn giản trước. Gửi qua và theo em tò tò ở mọi lúc mọi nơi. Trời ơi, cách đơn giản này anh trai của em đã dạy cho anh rồi. Cái gì? Không có gì. Anh cũng thật rẻ mạt đó. Anh chẳng gửi cho em qua nào cả. Em có thích qua không? Cũng đơn giản thôi. Đấy. Nè. Ha, hay quá. Để em xem nó có mùi hay không. Đừng. Ê, Tài Minh, anh ở dưới chân em đây nè. Trời ơi, sao anh trở thành bé tí tẹo vậy? Anh muốn gì đây? Xin lỗi, em ngửi qua nên trở thành khổng lồ. Chúng ta sẽ làm gì đây? Nè, cẩn thận đó, nếu em đá con rùa em sẽ bị nhỏ trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Từ từ đợi anh. Trời ơi, anh cũng to lên rồi, hay quá. Nè, nếu em muốn cái đó với con gái, anh sẽ tính làm sao? À, anh cho ăn bánh bùa vui vẻ, em sẽ cảm thấy bị mê hoặc và sau đó sẽ tận dụng ngay. Những người già bảo rằng nó còn vui vẻ hơn là làm tình nữa. Được không? Tới đây xem nè. Tới đây xem nè. Cái gì vậy? Trời ơi, đẹp quá, hay quá. Hay lắm. Trời, hay quá. Trời, hay quá, đồ khốn nạn. Nè, sao đánh tôi? Ra đi. Xin lỗi mà anh thật sự không cố ý đâu. Đi, nếu không em sẽ báo cảnh sát đó. Em nổi giận làm cái gì? Là anh đó. Anh làm tôi xấu hổ trước mặt đám đông. Nè, chúng ta cùng chung một thời gian mà. Bởi vì thời gian của con người thật là xấu hổ đó. Em đóng cửa cũng vô dụng thôi. Anh phá cửa một cách dễ dàng. Anh dám, tôi sẽ đâm anh đó. Anh không tin gì cả. Ai đâm vậy? Hả? Nè, là em hả? Nhưng tại sao em hoảng hốt? Anh không thấy đau à? À, con dao này có thấm vào đâu? Anh thật sự không sao chứ, không sao. Nè, nó bị sức mẻ đó, đừng hòng. Anh chỉ muốn hòa bình với em thôi. Anh theo phe anh trai của em để lừa gạt tình yêu của em. Chúng ta không nói chuyện tình yêu nữa. Giả sử em bị lừa thì sao? Anh mà bị lừa à? Nè, để tôi nói cho em biết. Anh sẽ chơi mặt trượt với em. Nếu em chơi mà không thắng thì tính sao? Còn anh sẽ không chơi. Ý anh vẫn là con trai à? Ừ. Có thiệt không đó? Em luôn chơi mặt trượt mà. Chỉ chơi thôi. Còn hơn cả chơi nữa đó. Còn hơn cả chơi. Và thỉnh thoảng anh không thể nào giúp ai thắng được. Thắng được, anh chỉ thỉnh thoảng. Chúng ta sẽ không đi đến phạm tội. Vì tính sao đây? Anh không thể nói bí mật này. Không nói thì thôi, nè. Tiến trình khá mắc cười. Để anh tập trung suy nghĩ. Tính điều đó, chúng ta hãy bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy chơi. Nào. Tuyệt quá, coi chừng đó, thấy chưa, em đã bị lừa rồi. Tiếp tục chơi xem. Quang hô. Cố lên.
Alo. Đại ca. Alo. Đại ca, thằng khốn đó tất cả sự uy danh, còn chúng ta thì mất mặt, ai cũng ủng hộ cho nó, chúng ta thì bị bỏ rơi. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm cho nó không thể thi đấu được. Tất cả có đồng ý như vậy không? Đồng ý. Đồng ý. Lại mình. Đi ăn. Lại mình. Có mặt. Sao đâu? Hãy đâu? Cứ theo kế hoạch của tao. Thứ nhất. Một. Hai. Một. Hai. Đại Hùng. Tôi ở đây nè. Đại Hùng. Đại Hùng. Xuân Lệ. Một chỗ này. Tôi sẽ không quấy rầy cuộc gặp người tình trong mộng. Ừ. Xuân Lệ, đây lão Len do tự tay tôi đang ở nhà nó xin tặng anh đó. Cảm ơn. Anh có thích không vậy? Tôi mặc được chứ, cứ mặc xem. Đẹp quá. Đây là do tôi tự tay làm đấy. Đẹp lắm, tôi thích lắm. Cảm ơn cô nha Xuân Lệ. Tôi nhất định đoạt chức vô địch thể thao ngày hôm nay mà. Anh hãy cố gắng lên. Tôi nhất định sẽ thắng mà. Nhất định sẽ thắng. Thế nào? Tôi đâu có biết. Cự ly 100m nam chuẩn bị bắt đầu. Quang hô, cố lên, cố lên. Cuộc đua cự ly nam này, anh ủng hộ ai vậy? Lý An sẽ thắng cuộc, tôi cá chắc như vậy. Nó vừa đẹp trai vừa là chuyên gia tán gái nữa đó. Ban giám khảo đánh giá rất cao. Đừng có cá cược theo tôi, nhưng sự học hành của nó rất chăm chỉ. Nhìn xem biết bao nhiêu cô gái đã cổ vũ cho nó một cách cuồng nhiệt kìa. Vậy còn số 9 Đại Hùng trông cũng hoài lắm. Trời ơi, ông cứ đùa hoài. Nhìn nó xem, nó vừa béo lại vừa lùn. Nhìn cơ bắp của nó xem, chẳng có gì lợi hại cả. Không có gì là thể thao cả. Làm sao nó có thể thắng cuộc được chứ? Nhưng nó cố gắng luyện tập chăm chỉ lắm. Được xem là hạt giống đó. Anh có thấy ngay cái quần áo của nó kìa, tuột ra nữa kìa, nó giống như con nít. Nếu nó có thắng, tôi sang cái micro này luôn. Vào vị trí xuất phát. Tất cả sẵn sàng, cuộc đua bắt đầu. Bắt đầu. Trời, một thí sinh bị kẹt kìa. Nó bị kẹt kìa. Bị kẹt rồi, hắn không thể chạy được. Hãy xé nó đi. Cự ly 100m, nam Lý An đã dẫn đầu. Chắc chắn nó sẽ thắng cho mà xem. Trời, số 9 đang đuổi theo nó. Nhưng có vẻ mệt đứt hơi rồi. Nhưng số 9 nhà ở phía sau đứt đầu đua. Trời ơi, máy quay chậm sẽ quyết định ai là người thắng cuộc. Ai là người thắng cuộc? Máy quay chậm sẽ quyết định. Sao vậy? Bị thua lãng xẹt. Số 9 là người đến trước. Quang hô Đại Hùng, hay lắm, hay lắm. Số 9 đoạt giải à? Ông đã bảo sang cái micro mà. Dân. Cái gì hả? Thua thì thôi chứ. Tôi sang cái micro. Cuộc thi nhảy cao bắt đầu. Trời ơi, số 15 Lý An Luân thật là tuyệt vời. Hắn nhảy tốt quá. Tôi cá là nó sẽ thắng cuộc. Dân. Còn nếu anh thua, anh ăn cái gì đây? Tôi sang cái bàn này. Chết rồi, sắp ế ra quần rồi. Đừng có lo, tôi sẽ giúp cậu mà. Thôi, tôi không nhảy đâu. Nhảy được mà. Nè, đây là ba quyền lực đặc thù của tài nên đầu chỏ và tôi. Nhưng mỗi anh chỉ có giá trị trong vòng 5 phút. Vì thế phải chọn ăn thật đúng lúc. Hãy cẩn thận đó. Nhảy cao hả? Chắc là ăn ảnh tài minh rồi. Đây, cái này đi. Đại Hùng hay lắm, Đại Hùng hay lắm. Xin cho nâng lên vạch cao nhất. Trời ơi, làm gì mà cao dữ vậy? Trời ơi, làm gì mà cao quá, cao quá. Hay lắm, hay lắm. Sao hả? Phải ăn cái bàn này nha, ông phải ăn đó. Ăn đi. Hả? Bàn cẩm thạch sao? Rất cứng cho sự tiêu hóa. Bây giờ đến cuộc thi ném tạ. Yeah. 100m.
Bây giờ ông thấy sao? Số 18 rất giỏi về môn này. Nó chỉ ném một phát làng đứt tất cả. Thế còn số 9 thì sao? Bọn định bỏ qua cho anh ta sao? Tôi không tin anh ta giỏi về môn này. Nếu nó thắng lần nữa, tôi sẽ lấy nước tiểu của nó đi làm kiểm nghiệm. Nhất định nó sẽ uống thuốc kích thích đó. Bây giờ tôi no quá rồi, tôi không biết làm sao nữa. No quá. Một trăm lẻ một mét. Đại hùng hay quá, đại hùng hay quá. Cái này cho anh. Cảm ơn thầy. Đại hùng, anh giỏi quá. Ê, Xuân lại. Xuân lại. Có chuyện gì? Cái này tặng cô. Anh khùng quá, anh cố gắng hết sức để có nó mà. Khùng quá, tôi cũng thắng vì sự cổ vũ của cô đó. Sao đem tôi ra thi tài? Ước gì tôi được ngã vô lòng của cô mà ngủ. Đại ca. Đại ca, sao mặt của anh bị bầm vậy? Có chuyện gì? Đừng có quấy rầy tao hay để tao yên đi. Vậy thì tôi đi à. Mày có tư cách gì nói chuyện với tao chứ? Mày mà quấy rầy tao nữa, tao sẽ cho mày biết mùi. Trời ơi, mày hả? Ê, ông là ai vậy? Tao đến để giúp mày. Vậy các người là ai? Mày không cần biết bọn tao là ai. Tao biết mày là đại ca ở trường trung học này, nhưng vị trí đại ca của mày đã bị người khác chiếm rồi. Đại hùng chỉ có may mắn, tôi sẽ trả thù. Tao ghét những thằng láo cá, mày đừng chuốc thêm tai họa nữa. Tao biết nó rất giỏi bởi vì cảnh sát tương lai đang giúp nó. Cảnh sát tương lai? Bọn vẫn chơi hả? Để tao nói cho mày biết, bọn tao là côn đồ tương lai. Tao muốn mày là đồng minh của tao, nhưng tôi là đại ca của bọn găng tơ. Thấy chưa? À, dễ sợ quá. Ông muốn tôi làm gì? Mày giúp tao tìm ra Vũ Đại Hồn đang học ở trường trung học. Ai là bạn gái của nó? Tao sẽ giúp mày. Điều đó có lợi đó. Được rồi, tôi sẽ giúp. Lợi ích của tôi là gì? Mày muốn gì được đó? Không nói nữa, quyền lợi mà. Trước nhất là trở về. Im đi. Tao sẽ là thầy giáo của mày. Hay lắm. Kế đến, mày hợp tác với tao để giết một cảnh sát tương lai. Dĩ nhiên rồi. Người anh em của tôi. Người anh em của tôi. Sao mặt yếu xìu vậy? Một không có con trai đến tán tỉnh bạn sao? Có phải cô là Tiểu Nguyên? Ừ. Vậy thì cô cũng muốn thành Xuân Lễ không? Tôi được gọi là CR3. Đi với chúng tôi. Không, không, không. Cú đã xoáy. Hay quá, hay quá, hay quá. Mày hay lắm. Chúng ta đi. Thật là tuyệt vời. Thầy, vâng, tôi là giáo viên mới. Hay quá. Các em không sao chứ? Vào lớp đi. Về lớp đi. Thầy giáo mới thật sự là đẹp trai đó. Có thật là không có Vũ Đại Hùng ở trường này sao? Tôi cũng đã kiểm tra danh sách các học sinh tốt nghiệp, vẫn chả thấy ai là Vũ Đại Hùng cả. Bất cứ ai có họ Vũ cũng được. Chỉ có hai người mang họ Vũ, một người có tên là Vũ Gia Nhật, nhưng đã nghỉ học tháng vừa rồi rồi. Người thứ hai là Vũ Kỳ Ân. Kỳ Ân có họ Vũ sao? Thế còn Đại Hùng có biết danh là cái gì? Cái đó tôi không biết. Cảm ơn nhiều. À, đừng có sáng. Ê, đừng đau đau. À, đừng có ném tôi, đừng có ném tôi nha. Chào thầy, chào thầy. Cảnh sát tương lai, bọn họ nhanh hơn chúng ta. Chúng ta nên ra tay trước mới phải. Cậu bị phạt ra khỏi lớp vì ngủ gục trong lớp. Thầy à, đi ra. Ừ.
Tại sao ông đánh người bằng lực mạnh quá vậy? Nghe đây, mày đã bị ba mũi tên của tao chích vào. Bây giờ mày không còn năng lượng nữa. Chỉ sau một giờ mày sẽ bị trẻ quá như một đứa bé 18 tuổi. Chỉ vài giờ sau mày sẽ hết năng lượng và chỉ giống một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Hiểu chưa? Được rồi. Nè, từ từ múc tay mà chơi. Nè anh làm gì vậy? Câu cá. Nè mau nhảy xuống đi, nếu không anh sẽ bị đánh đó. Nè nè lại lên. Ừ, cẩn thận đó. Đưa tay đây. Rồi rồi, được rồi, được rồi, ngồi đàng hoàng nha. Thật là vô dụng mà. Ê trời ơi, anh muốn hại chết tôi hả? Anh nổi khùng cái gì vậy? Thằng nhóc muốn chết hả? Mày có muốn bị ăn đòn không? Bệnh muốn giúp tôi hả? Nào ra tay đi. Nè nè nè, ra tay đi. Nè tôi hả? Cũng được thôi. À mày muốn chơi hả? Muốn bị quýnh phải không? Được rồi, tao quýnh cho mày coi. Nè tao quýnh nè. Sao vậy? Ê. Đẩy nó xuống lầu. Đừng 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 đừng. Bụng chết hả? Hắn bị độc tố trên vô dụng như em bé. Cái gì? Mày làm gì vậy? Đây là vũ khí của tên kia cung đồ bọn chúng đến đây rồi. Thầy giáo mới có mái tóc vàng ông ánh đó. Chỉ có hắn mới có độc tố quỷ hoại năng lượng. Dán ta về đi. Tiểu Quyên, em có hiểu bài học ở lớp không? Dạ sơ sơ thôi. Em có cần tôi dạy thêm không? Dạ muốn ạ. Chúng ta lại đằng kia đi. Tiểu Quyên, hãy quay lại đây. Nơi đây trông có vẻ ồn ào náo nhiệt. Đúng rồi, nơi này nổi tiếng những cặp tình nhân. Bọn con trai thích dẫn em đến đây lắm. À không đâu, ý em nói là ai ai cũng thích viếng thăm nơi này cả. Đây là lần đầu tiên em tới đây. Hình như em có rất nhiều bạn trai, nhưng họ không có đẹp trai như thầy đâu. Khi thầy đánh đuổi bọn côn đồ, thầy rất là tuyệt vời, rất oai phong, giống như chàng hoàng tử trong câu chuyện thần tiên vậy đó. Thật không? Thật mà, cảm ơn. Em có biết Vũ Đại Hùng là ai hay không vậy? Sao có quá nhiều người tìm kiếm Vũ Đại Hùng vậy? Vậy có ai khác hỏi về Vũ Đại Hùng sao? Thầy sao chổi đó. Cảm ơn. Tại sao mới đây vậy? Cảm ơn. Tạm biệt. Bye bye. Chúng ta hãy đi uống gì đi. Được ạ. À? Đi thôi. Em muốn ăn kem. Nhóc con, tôi sẽ không giỡn chơi với cô nữa. Nói cho cô biết, ai là Vũ Đại Hùng? Buông tay ra, tôi đau lắm. Tôi không chịu đựng được nổi. Thầy làm cái gì vậy? Nói đi, ai là Vũ Đại Hùng? Nhanh lên, nói. Đứng lại. Thầy đầu chổi, tao muốn mày hãy thả Tư Nguyên ra. Đưa cho tao thuốc giải độc tố quỷ hoại năng lượng. Tao sẽ không cho mày thuốc giải đâu, đừng có hòng. Thả tôi ra, đau quá, câm miệng lại. Tại mình chỉ là mới thịt chết mà thôi. Và mày, tao sẽ gửi cho mày xuống địa cũng chơi luôn. Nè, đừng cãi lộn nữa. Thay đầu chổi. Cú đâm thế lực. Thay đầu chổi. Giao thần tốc. Giao thần tốc. Cú đấm thế lực. Cú đấm thế lực. Giao thần tốc. Đánh nhau trên đường phố.
thay đồ chổi. Thầy đầu chổi, thầy ở đâu? Thầy ở đâu? Thầy đừng chết. Thầy đầu chổi. Thầy đầu chổi à? Thầy ở đâu? Thầy đừng chết. Thầy đầu chổi. Thầy đừng chết nha. Tôi ở đây. Tôi đang hấp hối. Thầy đầu chổi. Thầy có làm sao không? Thầy có làm sao không? Tôi đã thất bại. Tôi đã phạm sai lầm lớn. Trông thầy thật là thảm hại. Quá hay. Đá song phi. Đưa thuốc giải cho tao. Mày cứ giết tao đi. Tao không đưa thuốc giải đâu. Đưa cho tao thuốc giải. Đừng hòng. Tao gian xin mày kia à. Tao biết người theo đại tướng không bao giờ sợ chết đâu. Nhưng Tài Minh là bạn thân nhất của tao. Xin mày. Tao xin mày. Thật khốn nạn thân tôi. Thằng dở hơi. Tao nên đánh chết mày thì tốt hơn bị phản công. Thầy đầu chổi à? Em sẽ không rơi vào bàn tay người khác đâu. Thầy không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng Tài Minh sẽ chết sau một giờ nữa. Anh sao hả? Mệt mỏi lắm. Vậy thì đừng chơi. Đừng. Đây là lần cuối cùng được chơi đó. Anh cứ chơi nếu anh thích. Anh nghĩ anh sẽ chết sớm. Anh sẽ không chết. Anh tự hứa dẫn em đi cho em. Còn đám cưới nữa. Có con. Và sinh con thật nhiều. Sinh đôi nữa. Và giết hết tất cả những con rùa đã tấn công chúng ta. Sao em lại khóc? Đừng khóc nha. Không phải. Em khóc vì sung sướng đó. Được rồi. Anh sẽ cưới em. Anh không muốn em khóc đâu. Tài Minh, anh làm sao vậy? Anh đừng chết. Đau quá. Anh đừng chết nha. Đau. Anh ta sao rồi? Anh ta yếu xìu như đứa trẻ 5 tuổi, nhất định không ổn đâu. Nhìn thấy gì? Để anh ta đi đi. Tôi ước gì dẫn anh ta đi khám bác sĩ. Cho chúng tiêm văn đi. Anh có thể lấy được thuốc giải không? Anh có thể dùng thiên văn để thấy tôi không? Nào, thấy không? Chỉ cần nghe anh ta nói, anh ta sắp chết rồi. Em có thấy gì không? Có thấy gì không? Anh chị... Tôi đây. Sao anh dùng tôi làm bia đỡ đạn? Xin lỗi, tôi chấp nhận sự xin lỗi của anh sẽ không có lần tới đâu. Anh ta đang hấp hối, ông có muốn gì nữa? Đồ khốn nạn, ba mũi tên này là thuốc giải để cứu sống hắn. Mặc dù chúng ta là kẻ thù, tôi đã nợ anh một lần ân huệ, tôi nhất định sẽ trả cho anh. Cảm ơn anh. Tài Minh, anh có sao không? Lần tới chúng ta sẽ ra đấu tay đôi, tôi nhất định sẽ không thương hại. Đừng nói như vậy nữa, yên tâm. Tạm biệt. Anh không sao hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã bị trúng độc hủy hoại năng lượng, anh không nhớ sao? Không nhiều vậy đâu. Anh có nhớ những gì anh nói với em không vậy? Không. À, anh nhớ rồi.
Anh nói chúng ta sẽ chơi game, sẽ đám cưới, sẽ có con, rồi giết tất cả những con rùa gây áp lực cho chúng ta. Anh nói bậy hoài. Nè, không được đánh nữa. Nếu không, em sẽ thăm bà chặn đó. Không tin, không tin à, nhìn xem. Mấy ông còn tôi hỏi một chuyện. Ông ơi, ông là ai vậy? Đại tướng, chúng ta đã đánh cắp được đồng hồ điện tử. Được, hãy để tôi đi ngay. Dạ. Vũ Đại Hùng, tự tay tao sẽ giết mày chết. Xuân Lệ, Xuân Lệ, Xuân Lệ, Xuân Lệ, sao cô không đếm xỉa tới tôi vậy? Tại sao lại gian lận? Anh đã vô địch trong một thể thao và bây giờ cầm đầu bọn găng tơ, điều đó có ý nghĩa gì? Chúng ta là học sinh, nhiệm vụ của chúng ta là nỗ lực trong học hành chăm chỉ. Được rồi, tôi xin hứa mà, tôi sẽ không ăn gian nữa. Các kỳ thi tôi không ăn gian nữa, tôi xin hứa mà. Nè, ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi muốn cô đến dự trong chiếc áo đầm màu cam, có được không? Xin lỗi, tôi không rảnh. Xuân Lệ à, tôi không muốn làm bạn với một người đầy quyền lực nhân. Một người bậm trợn như mình. Tôi là người bậm trợn à? Nhưng mình thật ra chỉ là con gà con thôi. Nếu không thì mình đã làm cha thiên hạ rồi. Sinh nhật vui vẻ. Xuân Lệ, sinh nhật vui vẻ. Ai vậy? Sinh nhật vui vẻ. Anh là ai? Kỳ Ân, vào nhà đi, tao sẽ giúp mày ăn đó. Hãy tiếp đại khách của tao. Được. Là má. Chú Richard, sinh nhật vui vẻ. Con trai, má đã bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng đóng cửa mạnh như vậy. Con đâu cố ý đâu. Con còn nói nữa, lần sau con sẽ nhẹ tay hơn. Trời ơi, trong mặt con bí sĩ vậy. Đâu có, má của con không nhìn lầm đâu. Bây giờ bắt chước má làm đi. Nào, hít vào. Hít vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Cũng vậy thôi, không tốt hơn à? Tốt nhiều, sinh nhật vui vẻ. Má có chuyện gì vậy? Không khỏe à? Con nói cái gì vậy? Chồng má xí xọ quá, đồ mắc dịch. Biết ra, anh hãy tuyên bố đi. À, kính chào quý vị. Tôi tuyên bố, chúng tôi sẽ thành hôn vào tháng tới. Thành hôn? Hôm nay là sinh nhật của con, mà chú lại bảo với họ là chú sẽ thành hôn với má của con. Ê, con trai, thật ra thì chúng tôi đã thành hôn hồi năm ngoái rồi. Có hạnh phúc không? À, cũng chút chút thôi. Nè, xin chúc mừng. Cháu mong điều tốt cho cả hai. Ba ơi, sau khi thành hôn, họ tên của các con sẽ được đổi thành họ Vũ. Được chứ? Đúng đó, theo phong tục của gia đình, họ của hai con được đổi thành họ của ta. Cái tên thì vẫn giữ nguyên, nhưng cái họ thì phải đổi đó. Vì vậy tên của con sẽ là Vũ Đại Hùng. Cậu là Vũ Đại Hùng sao? Vũ Đại Hùng, sao vậy? Bộ hôn chúng sao? Má ơi, con là Vũ Đại Hùng hả? Nghe cũng hay lắm mà. Con sẽ là Vũ Đại Hùng, thẩm phán của 50 năm sau đó. Sao cô run vậy? Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Bọn tôi muốn nói chuyện với cậu, nào ngồi xuống đi. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thật là khó cho chúng tôi thì phải tìm Vũ Đại Hùng, đặc biệt là Vũ Đại Hùng lại là cậu. Anh sẽ trở thành thẩm phán à? Thẩm phán kiếm nhiều tiền lắm đó, vì vậy chúng tôi phải bảo vệ anh ta. Chỉ làm việc theo ý kiến của anh ta mà thôi. Vì vậy bọn côn đồ tương lai sẽ đến giết tôi. Không đến nỗi như vậy, họ có thể làm cho anh trở thành đần độn. Đại ca, các anh em,
Đại ca, tôi biết được ai là Vũ Đại Hùng rồi. Trời ơi, ông quá siêu phàm, chắc ông là ông chủ của đại ca tôi rồi. Mày biết ai là Vũ Đại Hùng à? Nhưng Vũ Đại Hùng chính là thằng Đại Hùng đó. Đừng có dài chuyện, Đại Hùng mang họ Trân mà. Không, má nó bước thêm bước nữa với người đàn ông họ Vũ. Đại Hùng bây giờ ở đâu? Có lẽ ở nhà nó. Ở nhà? Tao sẽ không để cho nó chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Mày có biết ai là người nó thương yêu nhất không? Xuân Lệ, cô ta là ai? Bạn học cùng lớp với nó. Kỳ Ân, Kiên à, tao không ngờ là mày lại mềm lòng như vậy. Đi bắt ngày Xuân Lệ đến để lập bẫy ngay Vũ Đại Hùng. Vì vậy tao có thể tự tay giết chết thắng. Sau đó bọn cảnh sát tương lai. Sao nghe rùng rợn vậy? Nè, sao các em chẳng hút thuốc? Các em sẽ bị phạt đấy. Dạ không có, không có. Tôi không thể không hút thuốc. Ai phạt các em vậy? Dạ dạ, là thầy giám thị đó. Anh làm gì vậy? Có cái này thật tuyệt. Anh ta bị điên rồi. Pha cho tôi một tách cà phê. Dạ, hiệu trưởng. Tất cả bị điên hết rồi. Các người là ai? Tôi là người có quyền lực mạnh nhất thế giới. Tại sao thằng nhóc họ Vũ không đi học? Tôi đếm đến ba. Nếu các ông không đi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát. Một, hai, ba. Đại tướng, Vũ Đại Hùng xin nghỉ học vì bệnh. Hắn nhất định phải tới trường học. Đó là lý do tất cả bạn bè của nó đều ở đây. Bây giờ, tao sẽ kết thúc ngôi trường này. Tao chỉ muốn một học sinh, đó là Vũ Đại Hùng. Nhưng mày phải hợp tác với tao. Tôi sẽ hợp tác. Ông sẽ phải phục tùng. Nếu bộ máy vi xử lý này cài đặt vào bộ não của ông sẽ trở thành nô lệ của tôi. Và ông sẽ trở thành vị hiệu trưởng đẻ ra những quả trứng to nhất. Cứu tôi với. Cởi váy chúng ra. Chỉ có xã hội đen thì các em mới có đời sống sung sướng. Đá vào nó, đá vào nó. Đừng mà, đừng mà. Đứng im. Đứng lại. Các cô định chạy đâu? Ông chủ ơi, ông chủ. Xuân Lệ là ai? Là nó đó. Là tôi. Không phải, Xuân Lệ đẹp hơn nhiều. Cô này là Xuân Lệ. Bắt tất cả học sinh đến trường tiểu học và đưa họ ra sân. Cả mày nữa. Cái gì vậy? Tôi là thuộc hạ của ông mà. Cả tôi nữa sao? Đó là kết quả của một con chó đem nhốt hắn trong toilet. Tôi không phải là con chó, tôi không phải. Đại tướng, chúng ta phải bắt Vũ Đại Hùng. Bọn họ vô tội, tại sao là phải giam đó? Đừng bảo tôi làm gì, thằng nhãi. Tài Minh à, có rắc rối rồi, anh hai ơi. Chúng tôi ở đây, chết rồi. Người của đại tướng quân đã tới, họ bắt cóc hết học sinh, tìm Vũ Đại Hùng. Chúng tôi biết rồi. Trời ơi, sao các anh tiên đoán được vậy? Cô cũng có thể làm điều đó, nếu cô có thể mua được một cái TV. Vũ Đại Hùng, hãy đến gặp tao ngay, nếu không bọn họ sẽ bị giết hết. Ông chủ của tôi đâu? Anh ta bảo anh ta sợ. Đừng có sợ. Chỉ cần đặt một máy vi xử lý vào bộ não của cậu, cậu sẽ có sức mạnh phi thường như bọn tôi thôi. Có đau không? Không đau đâu. Anh làm gì vậy? Tôi sửa giùm cô. Cô chả có chú tâm gì cả. Cái gì? Cô sẽ trở thành quân nhân phi phạm. Cô sẽ bay như con Vũ đấy. Xin lỗi. Chỉ đơn giản vậy sao? Đúng. Không đau à? Không đau. Tôi đến đây. Trời, anh có khùng không? Sao lại đặt một vật to như vậy trong đầu của tôi? Đặt trong lỗ tai mà. Đặt trong lỗ mũi luôn. Xong rồi, đừng có nhúc nhích. Xong rồi. Trái banh đâu rồi?
Nó trong bộ não của cậu rồi. Bây giờ cậu đã trở thành siêu nhân đó. Đồ khốn, sao anh đặt một quả banh to như vậy? Sao không cấy tế bào vào? Vũ Đại Hùng, cậu chỉ là con gà con, làm sao cậu trở thành một thẩm phán được? Tôi không muốn làm thẩm phán, tôi không muốn. Vũ Đại Hùng, đừng nhiều mát cậu ta. Chúng ta hãy đi cứu những người khác. Bộ vị xử lý của chúng ta có đầy đủ chức năng hỗn hợp đủ mọi thứ. Chúng ta hãy tùy cơ ứng biến. Cậu ta là một kẻ nhát gan. Nè, tôi còn hơn hai chức năng nữa. Tại sao không tìm thêm hai người giúp đỡ? Bây giờ biết tìm đâu ra? Con trai. Sao? Các cháu có tiệc à? Hả? Bà ta thật hữu dụng. Nào, chúng ta hãy trốn thoát thì hay hơn đó. Mình sẽ tự trốn lục địa Trung Hoa. Làm sao bọn họ có thể tìm thấy được? Mình sẽ đi Thượng Hải đi chơi như vậy còn vui hơn làm thẩm phán. Nhưng mình phải cứu Xuân Lệ. Làm sao bỏ cô ta được? Nếu tất cả bạn mình chết thì mình sống ở trên đời này làm gì nữa? Còn ý nghĩa gì nữa? Được. Chết thì chết. Quyết định như vậy. Nếu Vũ Đại Hùng không xuất hiện trong vòng 10 phút nữa thì cứ 5 phút tao sẽ giết một mạng. Đại tướng, họ vô tội. Mày không hả? Tao đã dạy mày rồi, mày không được rủ lòng thương bất cứ ai, mày nhớ không? Nghe đây. Các anh đã bị bao vây, hãy đầu hàng và thả các con tin. Các anh sẽ được khoan hồng đặc biệt. Đại tướng, cảnh sát bao vây chúng ta, lực lượng họ rất mạnh. Chuẩn bị tạo không gian đi, đồ rác rưởi. Phái hoàng tôi vừa ta đi lo liệu bọn cảnh sát tương lai đi. Dạ. Bây giờ tôi đến ba, một, hai. Trời ơi. Siêu nhân, các anh thật là tuyệt. Ê, siêu nhân thất bại rồi. Cú đá gió xoáy. Mày là ai? Nào lên đây đi. Mày dám dình giáo hả? Đã vô xoay. Đã hay lắm. Lại thêm một ái nữa nữa. Tao là má của nó. Gọi tao là thần tốc. Cú đấm rồng xa. Con gái ơi. Hãy biểu diễn cho họ xem sức mạnh của chúng ta. Ra đây, còn nước cũng vô dụng thôi. Đại tướng à. Đại tướng, cứ nói đi. Tại sao mày không nói? Chỉ có một cách để đối phó với bọn côn đồ đó thôi. Đó là đánh bại ông. Tại sao đánh tôi chứ? Phải có một kiểu tóc thật đẹp. Sao ông đến trễ quá vậy? Ông đã ăn sáng chưa?
Mặt xanh da trời. Tất cả chúng ta đều ở đây. Tôi cũng vậy, để tôi ra tay trước rồi. Dám sanh sự hả? Chơi cái này chán quá. Đến lượt tôi mới được. Khoan đã. Đến lượt tôi. Đỡ đi. Đừng đá vô mặt tôi. Không phải chứ. Thì sao hả? Tôi đã bảo anh là thành viên của đội bóng trong trường. Đúng, nhưng là đội bóng rổ. Mày có phải là Ngô Hùng không? Tao không phải là Ngô Hùng. Tao là Cảnh Diệu. Phi lũ, xem đây. Chụp tôi với. Chụp tôi với. Thâu Anh, tôi nghĩ chúng ta hãy nghĩ một chút. Chúng ta sẽ đánh bại hắn gì lần tới. Không được, không được. Chúng ta phải đánh bại hắn, đúng lắm. Đại Hùng kia. Anh hai. Đại Hùng. Đại Hùng đến cứu chúng ta đó. Mày là ai? Tao là kẻ thù của mày. Vũ Đại Hùng. Đại tướng, tôi sẽ tống ông vào tù. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Tao phải đánh bại mày. Chà, mình nói đúng quá. Mày cười cái gì? Hãy đến đây nếu mày có bản lãnh. Chỉ đùa thôi. Chụp lấy tôi đi, chụp lấy tôi đi. Bọn mày không thể làm theo cách đó đâu. Không thể bẻ gãy. Ông ta là robot đó. Nếu chạm vào sẽ tan xương nát thịt. Thằng nhóc thì dám phản tao à? Được, tao sẽ giết mày trước. Hãy tập trung sức mạnh của chúng ta lại. Cú đấm vô địch. Đồng hồ siêu nhân. Bom nguyên tử. Cú xoáy móc tim. Bom nguyên tử. Chạy mau. Không được hôn. Xuân Lệ, anh sẽ không trở lại được. Em hãy tìm người bạn trai khác. Có nhiều người tốt hơn anh.
Em có hẹn rồi. Hả? Không phải vậy chứ. Em tìm nhiều người trong một thời gian ngắn như vậy sao? Đừng nghĩ em như con quỷ cái. Nếu em không có cuộc hẹn nào thì đó mới là xấu hổ. Em nhớ nhiều lắm. Anh định nói câu đó. Anh muốn che chở cho em. Đừng cám dỗ người khác. Vì cũng đừng để người khác cám dỗ. Đừng cu người ta. Đừng để người ta cu lại mình. Nhưng em không thể không bị người ta nhìn. Cái gì? Đeo mặt nạ. Phải nói em yêu tôi. Tôi cũng vậy. Cho mày chết luôn. Đánh tốt lắm. Cho bà điểm. Bọn họ đang chia tay mà không khóc. Thay vào đó là anh khóc. Đó là lý do tại sao tôi khóc. Tôi không thể cua được người con gái nào cả trong thời gian tôi ở đây với họ. Tôi thật là tội nghiệp. Anh Long, chúng tôi sẽ trở về, chúng tôi không cần anh nhắc nhở đâu. Anh nên về trước đi. Tại sao anh tới đây? Tôi không biết. Hãy hỏi giám đốc. Xin chúc mừng các anh đã tiêu diệt được tướng quân. Anh được cách 6, nhưng tôi phải báo cho anh biết một tin xấu. Siêu dân Sahamat đã đến Nhật vào năm 1993. Tôi đến đây có mục đích là giết nó, như là nhiệm vụ thiêng liêng. Hay lắm. Có chuyện gì vậy? Tôi bỏ đi, chỉ đùa thôi mà. Yeah! Yeah!